Nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe về quái vật Cyclops trong thần thoại xưa. Cyclops là người khổng lồ một mắt mạnh mẽ trong thần thoại Hy Lạp. Chúng đã giúp Zeus đánh bại các Titan và cản trở Odysseus về nhà đúng giờ. Uranus giam tất cả những đứa con bên trong mẹ Gaia của chúng. Và khi Titan Cronus quyết định giúp mẹ mình bằng cách lật đổ Uranus, các Cyclops đã giúp đỡ, nhưng thay vì thưởng cho sự giúp đỡ của họ, Cronus đã giam họ trong Tartarus, thế giới ngầm của Hy Lạp. Theo nhà thơ sử thi Hy Lạp Hesiod, có ba Cyclops. Họ là những thợ rèn lành nghề và mạnh mẽ. Trong những câu chuyện sau này, họ được kể là đã hỗ trợ cho thần rèn Hephaestus trong lò rèn. Những người thợ rèn này được ghi nhận là người đã tạo ra sấm sét, vũ khí được Zeus sử dụng để đánh bại các Titan, và họ cũng được cho là làm nên bàn thờ nơi Zeus và các đồng minh của ông thầy trung thành trước cuộc chiến đó. Bàn thờ cuối cùng được đặt trên bầu trời như chòm sao được gọi là Ara. Cyclops cũng rèn ra một chiếc đinh ba cho Poseidon và một bảo hiểm bóng tối cho Hades. Thần Apollo đã giết các Cyclops sau khi chúng đánh con trai ông hoặc bị đổ lỗi do sai lầm, đánh con trai ông bằng tia sét. Cyclops là con trai của Poseidon, không phải các Titan. Nhưng họ có chung một sức mạnh và con mắt duy nhất. Những câu chuyện về quái vật một mắt ăn thịt người khá cổ xưa, với những hình ảnh xuất hiện trong nghệ thuật của người Babylon thiên niên kỷ thứ 3 trước công nguyên và chữ khắc Phoenicia ở thế kỷ trước công nguyên. Trong cuốn lịch sử tự nhiên của mình, những người khác đã ghi công các Cyclops đã xây dựng các thành phố Mycenae và Tyrene theo phong cách được gọi là Cyclopean. Những người theo chủ nghĩa Hy Lạp tin rằng những bức tượng khổng lồ chỉ đơn giản vượt quá khả năng xây dựng của những người đàn ông bình thường. Trong cuốn địa lý của Sappho, ông đã mô tả bộ xương của Cyclops và anh em của chúng trên đảo Cicli, những gì các nhà khoa học hiện đại công nhận là di tích của động vật có xương sống đệ tứ. Câu chuyện Cyclops trong Odyssey. Odysseus và thủy hữu đoàn của ông đã hạ cánh trên đảo Cicli, nơi cư trú của 7 con chó sói do Cyclops dẫn đầu. Trong câu chuyện của Homer, Cyclops là những người chăn cừu, không phải thợ kim loại, và các thủy thủ đã phát hiện ra hang động của Cyclops. Trong đó, anh ta cất giữ một số lượng lớn các hồn format, cũng như chuồng, đầy cừu và trẻ em. Tuy nhiên, chủ nhân của hang động đã ra ngoài cùng đàn dê của mình. Mặc dù thủy hữu đoàn thúc giục anh ăn cắp những thứ họ cần và chạy trốn, anh ta nhất quyết yêu cầu họ ở lại gặp người chăn cừu. Cyclops quay trở lại phát hiện những người đàn ông trong hang không được chào đón, đã bắt giữ hai người trong số họ, mổ ốc họ ra và ăn chúng trong bữa tối. Sáng hôm sau, Cyclops giết và ăn thịt thêm hai người đàn ông khác vào buổi sáng. Sau đó lùa đàn cừu ra khỏi hang, chặn lối vào phía sau anh ta. Odysseus và thủy hữu đoàn của ông mài một cây gậy và nung cứng nó trong lửa. Vào buổi tối, Cyclops đã giết thêm hai người đàn ông. Odysseus mời anh ta một số rượu rất mạnh. Cyclops say rượu và những người đàn ông đã quét mắt anh ta bằng chiếc gậy được mài nhọn. Ta hét trong đau đớn đã đưa những con chó sói khác đến viện trợ. Nhưng khi họ hét lên qua lối đóng kín, tất cả những gì Cyclops có thể đáp lại là không ai tấn công tôi. Sáng hôm sau, khi Cyclops mở hang đưa bầy cừu của mình ra ngoài đồng, Odysseus và những người đàn ông bí mật bám vào phần dưới của các con vật. Họ cứ thế đu bám bầy cừu và do đó đã trốn thoát. Với sự dũng cảm, khi họ đến tàu của mình đã chế nhạo, Cyclops hét lên tên của chính mình. Cyclops ném hai tảng đá khổng lồ và tiếng hét nhưng không thể nhìn thấy để làm mục tiêu của mình. Sau đó anh cầu nguyện với cha mình thần Poseidon để trả thù, cầu xin rằng Odysseus không bao giờ về được nhà hoặc thất bại, rằng anh nên về nhà muộn, mất hết thủy thủ đoàn và gặp rắc rối ở nhà. Một lời tiên tri đã trở thành sự thật.